Ơi, hello cả nhà nhé. Tối nay Kiên sẽ đưa cả nhà đi tham quan một cái hội chợ ẩm thực Thái Lan nhé. Thì cái hội chợ này rất là nhiều những món ngon cũng như là những cái thú vui ở đây. Mời cả nhà hãy cùng theo chân Kiên nhé. Ok. Đây, mày uống nước mía siêu sạch, không mía siêu sạch. Nước mía ở đây thì bán rất là đông khách cả nhà, rất đông khách, quá đông khách. Mía ở đây rất là ngon, rất là mọi nhiều người ta đến đây mua ở đây, xếp hàng mua được mía. Trong đây còn có bán phở này này, đây trong này bán phở luôn. Chè mai ly không đái nhá, không đầy luôn đó em. Dạ không đầy luôn, đừng lấy đá, đừng lấy đá. Là chị 12.000 ly. Thì bớt cho em. Đây cả nhà thấy là mọi người đang đi mua sắm rất là đông nhá. Đây có một cái xe bán bánh ống lá dứa này. Rồi chúng ta sẽ vào khu phía bên trong của cái khu hội chợ nha cả nhà. Ở đây có bánh trắng trộn này. Đây bánh trắng trộn đây, quá là nhiều món luôn. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng nha cả nhà. Đây cô em bánh trắng trộn, đây bánh trắng trộn luôn này. Đây bán món gì đây, không biết món gì luôn. Món này món gì chị? À thịt nướng hả? Bao nhiêu một phần? Thịt nướng nha cả nhà. Ô món gì ngon vậy cô? Của mẹ này mà. Cái này là món cóc à? Cóc ngâm hả? Ngon thế. Cái muối. Cái muối, cái muối. Cóc ngâm Campuchia hả? Campuchia cả ha, Campuchia. Quá wow, ngon. Chua chua còn ngọt. Cái này dẫn bạn gái đi thích ăn lắm này. Hôm rồi hồi nãy tôi đi đá rồi một em 10.000. Wow, đây đông vui quá cả nhà ơi. Đây xoài ơi, xoài non. Rất là nhiều món ngon nha cả nhà ơi. Rồi chúng ta sẽ vào bên trong.
Kimono là đồ của Nhật Bản, áo dài là của Việt Nam. Thì tôi đố chị, bikini là đồ của nước nào? Đồ nước Anh. Sai. Nước Mỹ. Đồng vậy. Vậy chứ bikini là đồ của nước nào? Đó, xong khán giả vỗ tay nè. Bikini là đồ của nước? Nước nào? Nước biển. Ủa sao vậy dạ? Có ai ra biển mà có mưa không? Bánh xôi đây. Theo như là cái thời buổi hiện nay đó, các bệnh viện tất cả bác sĩ đều là SIDA, ung thư, HIV, quỷ chứng bệnh nào mà bó tay? Chạy tay mà. Ấy sao mà đố người tiền không luôn á? Đố đúng chứ đúng. Rồi bây giờ đi hai đều đúng không? Câu này tôi quyết định nè. Chó cua nhà. Rất là nhiệt đông vui nha trời ơi. Đây là đông vui nha. Wow, đây có món mực rất là ngon. Wow. Đây là mực mực sạch và cái này bạch tuộc. Bạch tuộc nướng này này. Bạch tuộc nướng kiểu Thái Lan đó. Rồi ok, tôi minh họa cho bạn hát cái gì. Vô nha. Rồi bắt đầu hát nha. Rồi vô. Rồi vô. Rồi vô. Rồi vô. Rồi vô. Một con là 80k. Một phần này nhiêu anh? 70. 70. Đây là mực. Trăm sáu, trăm sáu. Nướng lại à? Nè, một con này là 80k này. Những này hắc xì hơi hoài. Đây là bạch tuộc này, một con 35k là 100g. 35k một lạng. Rất là nhiều món ngon, đây có cơm lam này. Này cơm lam phải không anh? Dạ đúng rồi. Cái này có nướng cái nóng này không? Một phần này nhiêu? 25.000 cây. Ăn với cái gì ta? Anh cái này với cái gì? Thịt nướng hả? Bên này là bên khác hả? Wow. Một con này nhiêu lần anh? Nhiêu ạ? 70 không? Mực này sao mực? Từ đây sao mực á? Ăn mực rồi. Mực 80 con hả? Còn cái vật trong luôn không? Không, lấy con mực rồi, bạch tuộc bỏ lại. Hãy nướng em con mực đi. Thôi lấy cái con mực này cả nhà ơi. Hãy
Thank you.